cá nhân gia đình anh thì vì anh có cả nhà ở đây và nhà ở ngoại thành, thì việc đầu tiên là anh di chuyển người già và trẻ em về ngoại thành để đảm bảo an toàn. Còn những người như anh là những lực lượng lao động chính thì vẫn phải bám trụ để tiếp tục công việc. Còn anh nghĩ là đối với các gia đình khác như bạn bè hay là đồng nghiệp của anh, thì những người nào mà có người thân họ hàng mà đủ thân quen ở ngoại thành thì cơ bản họ cũng di chuyển trẻ em và người già ra ngoại thành để đảm bảo an toàn. Theo mình có những giải pháp chính như là cơ bản là theo khuyến nghị của nhà nước là cho trẻ con và người lớn là tập trung ở trong nhà, nhưng mà do cái thời gian cách ly nó lâu thì mình nghĩ có thêm những giải pháp như là cho trẻ con về quê, hoặc là ai không có quê thì cũng có thể là chọn cho mình một cái không gian ở ngoại thành có không gian thoáng đãng và mật độ dân cư nó thưa thì có thể mình cũng tránh được một phần. Thực sự là bây giờ nhà mình đang ở Hà Nội rất là ô nhiễm và đất chật người đông như thế này, mà lại dịch Covid hoành hành đúng về Hà Nội rồi, thì mình cũng đang rất muốn là đưa gia đình đi trốn mà không có chỗ, chưa có chỗ nào để trốn. Nếu mà có cái điều kiện như là chúng tôi mà ở một cái nhà ở ven đô thì rất là tốt, bởi vì không khí nó trong lành. Và thứ nữa là giới trẻ cũng có thể có một giải pháp như vậy, tức là ở xa như có phương tiện đi lại thì nó vẫn đảm bảo cho cái môi trường tốt. Và tôi nghĩ là có thể là nghĩ cái chuyện là phải di chuyển nhà ra một tạm một cái khu vực nào đó xa trung tâm thành phố, đấy là một cái cách mà tôi nghĩ rằng là cũng có thể là an toàn cho gia đình. chán lắm em tại vì trẻ được đi công viên chơi suốt ngày ở nhà, thà đi học còn hơn. Đứng trước quá nhiều bộn bề, áp lực của công việc và các vấn nạn xã hội mà cuộc sống mang lại, con người ta có xu hướng trở về với thiên nhiên, trạm trú ẩn an toàn với nhịp sống chậm rãi, cân bằng, là nơi xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi để tâm trí tìm đến những khoảng lặng, thả trôi và thư giãn. Khao khát nhìn ngắm vùng trời thơ với năm tầng xanh tuyệt tác, khao khát nghe tiếng suối đại ngàn chảy róc rách giữa những ngọn đồi xanh, khao khát cảm hương khí trong trẻo của trời đất. Chắc hẳn người Hà Nội đang khao khát tìm một nơi an toàn để rút lui,